Khôi không có uống rượu, Khôi không có uống bia. Và có thể Khôi cũng không hút thuốc, nhưng Nguyên Khôi chọn bài hát Một Đêm Say. Say này thì say gì thì không biết, nhưng mà nghe xong thì Khôi sẽ cho chị Hương, Hòa Mỹ Vân, Gia Hân và tất cả quý vị biết tại sao lại là Một Đêm Say. Xin mời em. For sure. Yeah. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. Khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hay hay, em nói em say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi, lại gần hôn anh. Anh sẽ đếm mặt trời, lại gần hôn anh, hay anh đếm chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi, đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa? Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chị em ơi, bao nhiêu yêu thương trên đời là vị ngọt trên đôi môi. Lại gần hôn anh sẽ đếm mặt trời, lại gần hôn anh, hay em để anh chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi, đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa? Khi đôi môi em còn đỏ mọng, khi anh nói anh yêu em, khi anh ta còn say giấc nồng, lại gần hôn anh đi. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, khi anh nói anh yêu em, khi anh ta còn say giấc nồng, lại gần hôn anh đi, lại gần hôn anh đi.